Chào mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Tôi đang có mặt tại nhà vườn chú Thắng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, một trong những làng nghề nổi tiếng về mai vàng, truyền thống về mai vàng của thị xã An Nhơn. Hôm nay chúng tôi đang giới thiệu 5 cái sản phẩm mai vàng của nhà vườn chú Thắng, mỗi cây là 2 triệu. Bây giờ chúng tôi sẽ quay từng cây một nha, để cho khán giả chúng ta cùng xem. Đây là sản phẩm thứ nhất này, chúng ta nhìn cái bộ đế của nó này. Đây, chúng ta xem nha, đây này, sản phẩm này. Cái đế là phải nói là cân nha, cái đây nó có hai dáng, một là cái kia là tháp này cả nhà, đó, tháp nha, đó. Cái bộ đế này là cái cây này chắc nhiều tuổi rồi chú Thắng à? Trên chục tuổi rồi cả nhà. Năm cây này là chú Thắng nói là trên chục tuổi hết rồi nha, trên tuổi này chúng ta xem này, chúng ta báo giá cây này là chú Thắng báo giá chứ không phải chúng tôi nha, chú Thắng báo giá là chúng tôi chỉ nói lại cho cả nhà xe nghe cho rõ. 2 triệu đồng trên một cây. Cây đây cũng là 2 triệu đồng. Giáo rất đẹp đây cả nhà, giáo hai lớp. Bông vàng đỏ rực, vàng rực. Đọt đỏ nha. Đó ưu thế này. Khi mà chúng ta không chỉ chơi hoa mà chúng ta còn chơi lọc nữa. Đầu năm mà những cái lọc này nó nở ra nó đỏ rực như vậy là nó chúng ta thấy là nó có một cái niềm vui đầu năm. Đây cái sản phẩm mai 2 triệu đầu tiên đây cả nhà. Vườn chú Thắng nha. Nếu mà biết chú sớm hơn thì giới thiệu sớm hơn thì chắc có lẽ là nhiều người đã mua được sản phẩm của chú Thắng rồi. Bởi vì cái cân của con nhiều người mua người ta gửi lại, giờ qua năm người ta khách hàng người ta chở chứ không phải người ta buộc phải chở. Đây, sản phẩm mai 2 triệu rồi cả nhà. 2 triệu cho cái sản phẩm mai vàng đầu tiên đây cả nhà. Chỉ 2 triệu đồng nhá. Cái sản phẩm đầu tiên này muốn giới thiệu tới cô chú anh chị các bạn tại nhà vườn chú Thắng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tiếp tục đến sản phẩm thứ hai. Câu đây sản phẩm ở đây là cúc mai này cả nhà. Đây cúc mai này, đây là cúc ghép nha. Chú cũng nói là chú vườn chú có một cái sản phẩm độc nhất vô nhị. Cái khu vực này đã cúc rin từ cây con. Sản phẩm nó đang chào bán là từ 8 đến 10 triệu á, nhưng mà cái sản phẩm tôi quay trong cái video tổng thể rồi. Cái cây này cũng đang được nhà vườn chú Thắng chào giá là 2 triệu đồng này cả nhà. Cho xem này. Cả nhà xem nha. Chúng tôi làm những cái video này để giới thiệu các cái sản phẩm mai đẹp cho cả nhà chúng ta xem nha. Có thể cả nhà chúng ta không bao giờ chúng ta được có những cái video cụ thể như thế này đâu. Bởi vì nhà vườn thì quanh năm chỉ lo làm thôi, tạo ra các sản phẩm mai đẹp thôi, chứ còn cái vấn đề truyền thông thì nhà vườn không có truyền thông được. Cho nên là khách hàng rất là khó để tiếp cận được các cái sản phẩm mai đẹp như thế này. Một cái sản phẩm mai đang ở trên màn hình của cô chú anh chị các bạn đây có giá 2 triệu đồng cả nhà. Tại nhà vườn chú Thắng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, chúng tôi quay này. Cái bộ đế cho nó quay xung quanh nha, để cho cả nhà xem này. 2 triệu đồng nha cô chú anh chị. Đây. Là cúc nha. Ở đây cái dạng giáng long, nhưng mà nhìn cái cây rất là vạm vỡ và các cái chi cành của nó rất là chắc khỏe nha. Có nghĩa là nó có cái sức sống. Không có một cái chi nào mà có dấu hiệu là nó suy dinh dưỡng nha cả nhà. Đây này. Với cái tầm giá 2 triệu đồng thì không quá cao đâu cả nhà. Một cái cây mà cỡ này mà 2 triệu đồng nha cả nhà. Đây là cúc thọ hương ghép 2 triệu đồng cả nhà. Chúng tôi đang quay tại nhà vườn chú Thắng ở thị xã An Nhơn đây. Giới thiệu 5 cái sản phẩm mai 2 triệu đồng trên một sản phẩm. Đọt đỏ. Đây là cả nhà xem nha. Chúng ta tiếp cận được các cái sản phẩm mai đẹp, giá tốt. Cả nhà về chơi vui xuân đón Tết hoặc là chúng ta chơi trong năm cũng được. Tiếp tục là cái sản phẩm thứ ba. Đây cho tôi quay tổng thể này. Cả nhà xem này, sản phẩm thứ ba này. Đó. Cái sản phẩm này cũng đang được chú Thắng chào bán tại nhà vườn là 2 triệu đồng. Này, cả nhà ơi, cả nhà xem này. Cái bộ đế này. Đây nha. Khi mà chúng tôi trước đây thì quay ở các cái nhà vườn khác thì thấy các cái sản phẩm các nhà vườn khác thì cũng đã đẹp rồi, mà hôm nay vô nhà vườn chú Thắng thì thấy có một cái gì đó về cái tầm giá, về cái tầm giá so với sản phẩm rất là, chúng tôi phải dùng cái từ là rất rẻ, rẻ đẹp, gọi là một cái tầm giá 2 triệu mà cho một cái sản phẩm này, cả nhà xem có kinh khủng không. Này, 2 triệu đồng cho một cái sản phẩm cúc mai, cúc thọ hương này. Cái cây thì nó nở là vàng rực này. Cái chi này 10 tuổi nha, 10 tuổi và hơn 10 tuổi nha cả nhà. 10 tuổi và hơn 10 tuổi cho một cái sản phẩm này.
Đó, đây là cúc Thọ Hương nha cả nhà. Đấy là chúng tôi giới thiệu để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm. Quan tâm thì chúng ta cứ nhắn tin, gọi điện nha, nhắn tin gọi điện qua Zalo và số điện thoại nha cả nhà. Để chúng tôi có những cái tư vấn thêm. Đây. Cái đây thì để tôi quay hết cái hoàn gốc này, hoàn gốc rất là to nhé, rất lớn. Để cho cả nhà chúng ta cái góc nhìn này. Đó, cúc Thọ Hương. Chiều cao tính ra mặt chậu của cây này nó khoảng độ 1 mét. Khoảng từ 80 cho tới 1 mét. Đây. Ở dạng giáng long. Dạng giáng long rồi cả nhà, các chi cành của cây này rất là khỏe. À, chúng tôi cứ đi tới nhà vườn nào thì cái nhà vườn đã được tiếp cận với khách hàng. Cũng có nhiều các cái số điện thoại gọi điện mang tính chất là nói những lời lẽ không có tốt lắm. Còn mang tính hăm dọa nữa nha cả nhà. Rất là khổ, chúng tôi muốn quảng bá một chút cái sản phẩm của nhà vườn tới khách hàng rất khó khăn. Và chúng tôi cũng không có nghĩ, mình cũng không có làm cái điều gì sai hết. Và mình chỉ giới thiệu sản phẩm của nhà vườn tới khách hàng thôi, mà giới thiệu đúng nhà vườn nói sao thì chúng tôi nói vậy. Đây là sản phẩm này trên màn hình của cô chú anh chị các bạn là cúc Thọ Hương ghép với giá 2 triệu đồng cho cái sản phẩm này. Đây là sản phẩm thứ 3 tại nhà vườn chú Thắng. Sản phẩm thứ 4 đây cả nhà, cũng là cúc Thọ Hương nha. Wow, ta xem này. Nhìn cái đế này cả nhà. Cúc Thọ Hương đây cả nhà. Đây cái bộ đế của nó này. Vàng rực luôn này cả nhà, khi nó nở nó vàng rực luôn cả cái gốc cây này. Cúc Thọ Hương, đẹp chưa cả nhà ơi? Rất đẹp nha cả nhà. Đó. Quá trời này, cái bông này. Do cái điện thoại nó bắt nét hơi chậm nhé, cho nên là cả nhà xem nếu mà có cái gì đó thì cũng thông cảm cho chúng tôi. Có nhiều khách hàng nói tại sao cái mặt bông nó không rõ, vì là do cái điện thoại của tôi nó bắt nét nó hơi chậm. Mặt bông này cả nhà. Đó. Cái mặt bông này. Đó. Phần rực nha. Có một cái ưu điểm của cúc này nó rất là lâu rụng. Đây dạng là giáng long đọt đỏ, hay chúng ta gọi là huyết long nữa cả nhà. Cái sản phẩm này cũng đang được chào bán tại nhà vườn chú Thắng ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định với giá là 2 triệu đồng cho một cái sản phẩm này nha. Đây cả nhà này, 2 triệu đồng nha cả nhà. Thì chúng ta đã có một cái sản phẩm giáng long cúc Thọ Hương, giáng long huyết long, 2 triệu đồng rồi cả nhà. Thì nhà vườn chú Thắng đang có 8 sào làm mai. Có cả hai cha con thì chú Thắng luôn là có 8 sào mai, mà năm nay đứng cứng ngắc luôn cả nhà. Nhưng mà chú cũng chia sẻ là năm nay dù thị trường mai đứng nhưng chú cũng bán được lai rai, thì cũng đại loại là cũng có tiêu hơn năm ngoái. Năm ngoái là đứng luôn cả nhà. Đây nha cả nhà, 2 triệu đồng cho cái sản phẩm cúc Thọ Hương. Đây là sản phẩm thứ tư của video mà chúng tôi quay tại nhà vườn chú Thắng này. Tiếp tục một cái cây tiếp theo. Cây này cũng 2 triệu đồng, nhưng cây này thì hoa thì nó ít. Hoa ít này cả nhà. Cây này là hoa ít này, nó có nụ hoa này. Cây này cái phần đế này cả nhà, phần đế này. Đây nha. Đây cái phần đế này, chúng tôi nắm cái tay này. Đó, nắm cái tay nha cả nhà. Đây này. Đó. Tay nó nhiều đó. Đây, cái đây gọi là giáng long. Cái mặt bông này cả nhà, đây là giáo cho phái cúc. Cái mặt bông của cây này này, quay rất chậm nha cô chú anh chị nha. Thì có sao nói vậy, cái cây này thì chúng tôi thấy thì cái chi nó hơi yếu. Nó không phải mạnh như mấy cái cây kia. Cả nhà coi chúng ta có quyền tham khảo nha. Thì cái đọt đỏ này chúng ta gọi là huyết long ạ. Chi cây này hơi yếu, cái chiều cao tính theo mặt chậu cây này khoảng 1 mét cho tới 1,2 mét. Cây này có thể là không tới 2 triệu đâu cả nhà. Đang được bán tại nhà vườn của chú Thắng. Đây nha cả nhà. Đây bây giờ chúng tôi sơ lược lại 5 cái sản phẩm giá 2 triệu một cây tại nhà vườn chú Thắng thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Sản phẩm thứ nhất đây cả nhà. Sản phẩm thứ nhất là giáo này. 1-2 triệu đồng nha. Giáo này. Sản phẩm thứ hai là cúc Thọ Hương này cả nhà. Cúc Thọ Hương này. Đây là sản phẩm thứ hai. Đó. Là cúc Thọ Hương nha cả nhà. Đó, rất là đẹp. Sản phẩm thứ ba đây. Cũng là cúc Thọ Hương luôn. Đây, ta xem này. Đó, đây là sản phẩm thứ ba nha cả nhà. Đó. Cúc Thọ Hương đó.
Đó, rất đẹp, 2 triệu đồng nha cả nhà. Sản phẩm thứ tư đây cũng là cúc thọ hương này cả nhà. Cúc thọ hương nha. Đó, sản phẩm thứ tư cũng 2 triệu đồng này. Cúc thọ hương. À, để chúng ta có cái nhìn tổng thể. 2 triệu đồng cho sản phẩm này. Và sản phẩm thứ năm đây cả nhà, cũng là cúc thọ hương nha, tại nhà vườn chú Thắng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới các sản phẩm mai trong năm cái sản phẩm này tại nhà vườn chú Thắng với giá 2 triệu đồng trên một cây, thì cô chú anh chị và các bạn cứ nhắn tin qua Zalo nha, thì chúng tôi sẽ cung cấp số của nhà vườn chú Thắng và chúng tôi sẽ tư vấn cho cô chú anh chị và các bạn mua được các cái sản phẩm mai đẹp, giá cả hợp lý để chúng ta phải chơi. Cái này với các sản phẩm 2 triệu này thì chúng ta không phải chơi Tết không rồi cả nhà. Thì ráng rất đẹp và gốc rất to. Chúng ta có thể chơi cả năm luôn. Và Tết thì nó nở hoa, chúng ta cô chú các anh chị các bạn chơi Tết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong các video lần sau ạ.